Mời các bạn cùng Tùng đi test một mã khò hàn và máy cấp nguồn đa năng 3 trong 1. Chúng ta dùng cả máy khò, máy hàn, máy cấp nguồn. Đây là toàn bộ full dụng cụ chúng ta nhé. Một tay gác này các bạn này, một tay hàn. Còn đây là cái ấy để gác tay khò. Cái răng này khi gác cái tay lên là nó tự ngắt nhé. Thì các bạn bắt vào đây nó có cục nam châm để nó ngắt cho các bạn. Kèm theo là ba cái đầu khò. Còn cái dây để cấp nguồn khi các bạn sửa laptop thì tùy từng đợt hàng, có đợt có, đợt không. Như đợt này nó có cái như này các bạn nhé. Đây, bề mặt của nó đây, để mình hạ xuống cho các bạn. 1, 2, 3, 4 màn hình hiển thị, 3 công tắc bật nguồn. Và đây là hai cái hệ thống khóa khi chúng ta setup đủ cái nhiệt độ hoặc là cái điện áp. Ở đây có một cái đường nữa là DC 5V. Cường độ dòng điện là 700 mA dùng để sạc cho điện thoại các bạn nhé. Còn ở bên này là cái hiển thị dùng cho máy cấp nguồn để sửa điện thoại 15V, mắc là 15V và cường độ dòng điện chịu đựng là 2A. Ở đây nó có hai đường, một đường out này và một đường in này. Đôi khi các anh em phải tự nghiên cứu nhé, vì mình không sửa điện thoại. Nếu mà out lấy điện áp ra thì đỏ cấm đỏ, đen cấm đen. Như đã nói, bộ này thì tùy từng thời điểm, có lúc không các bạn nhé. Khóa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi test các chức năng của nó và cùng nhau nghiên cứu cách sử dụng. 3 trong 1. Giá hiện tại rơi vào khoảng là 1790k. Đây, mặt sau đây các bạn. Đấy, mặt sau đít đấy. Đầu tiên thì Tùng sẽ test cái chế độ của máy nguồn đa năng dành cho điện thoại trước, các bạn bật lên này. Công tắc đằng sau. Đấy. Đấy, các bạn điều chỉnh điện áp này. Tùy cái chế độ các bạn sửa, ví dụ các bạn sửa điện thoại thì nó rơi vào tầm là 5V. Cài đặt ok rồi thì các bạn cứ để thế mà dùng nhé. Còn khi ngắt nguồn, khi khóa để cho cái hệ thống phím này không sử dụng thì các bạn bật công tắc lên, nó sẽ trở về 0V. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi test cái chế độ dùng cho máy hàn và máy khò. Ba cái chức năng này dùng đồng thời một lúc được các bạn nhé. Đây là cái chiết áp của tay hàn. Chúng ta dùng để điều chỉnh cái nhiệt độ của cái tay hàn này. Các bạn vặn lên này. Mắc của chúng ta là 480 độ. Khi chúng ta gạt xuống thì chúng ta điều chỉnh không được này. Khi chúng ta bật lên thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái nhiệt độ của tay hàn. Đấy, các bạn thấy chưa? Bây giờ thì chúng ta sẽ hàn thử các bạn nhé. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất dễ dàng để lắng chảy một mối hàn to, rất to này. Nhiệt độ rất ok. Không dùng thì khóa đi và tắt. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ test chế độ của máy khò. Đây là hai chiết áp của máy khò, một cái chiết áp là gió và một cái chiết áp là nhiệt. Gió bên này này các bạn này. Chúng ta sẽ có 8 mức, từ mức 1 đến mức 8, các bạn có thể điều chỉnh để làm sao phù hợp nhất trong quá trình các bạn sử dụng. Nhiệt độ thì ở đây chúng ta có chiết áp điều chỉnh nhiệt độ của tay khò. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm. Tay khò mới thì nó có chất bảo quản, nó sẽ bốc khói một chút, sau đó là nó sẽ hết các bạn nhé. Vì nó cháy cái chất bảo quản của tay khò. Bây giờ thì chúng ta sẽ trải nghiệm nhiệt độ của máy khò lên mắc là 500 độ C này các bạn này. Đấy, rất dễ dàng để cho chúng ta khò và lấy linh kiện ra. Đúng là nâu không làm nó rất ngượng. Đấy, các bạn thấy chưa? Nâu không làm thì nó ngượng tay thôi các bạn. Khi chúng ta làm quen thì nó rất đơn giản. Cần mua hàng các bạn có thể truy cập no2.vn hoặc bấm máy côn cho mình theo số điện thoại là 0906 010103. Tùng test cả 3 chức năng cho các bạn nhé.
đang cùng hoạt động một lúc. Ok chưa các bạn? Cảm ơn các bạn.